Đi cầm tiền làm gì đây? Trả lời đi vào đi. Cầm tiền mua cây mì đúng không? Bao nhiêu bó? 50. 50 bó. Chốt hạ 50 bó nha. Giống bì xanh nha. Rồi ok, cảm ơn anh. Tuần sau em giao nha. Giao tại đây luôn hả? Giao tại đây luôn hả? Rồi ok anh.